Đây là cái hồ Goldfish ở dưới Cần Giuộc Long An ha. Máy Daiwa Satiga 2015 ấy. 2015 4.000. Cực kỳ mượt luôn nha. Cái này phải về 7 kg anh. Sầm đó. Cái này phải về 7 kg anh. Sầm đó. 7 kg. Wow. Đây là con cá tra 7 kg lên tại hồ Goldfish. Cá ở đây nên rất nhiều cá. Rồi, anh đây lên nữa rồi. Anh tí cho em phỏng vấn bài mồi anh nhé. Chứ tay lên suốt rồi mà. 5 phút một 5 phút một con. Lên liên tục. Đây. Hai con lên một ngày một lúc luôn. Đấy. Chết mày ác rồi. Xong ác rồi. Con này chắc to hơn hả? Không. Hơn. Con này chắc to hơn hả? Không. Hơn. What? Anh em nào mà muốn câu cá tra mà cảm giác mảnh thì cứ đến hồ Goldfish này nhá. Bao lên cá to luôn. Rồi đây đó. Con mình chỉ mới cầm. Đây là cái. Ở đây chỉ có đi kéo cá là mỏi tay thôi. Để cá lên liên tục. Né là ăn rồi. Con này cũng phải 8 kg mấy anh à? Khiếp. Để chờ xem trong cái clip này thì trong có vòng 4 phút đây là lên 4 con liên tiếp rồi. Cái tiếng máy quay không? Đúng rồi, đúng rồi. Xong cái mình lấy nước khác có con bò lắm. Đủ. Vô. Ở nhà em đang sóc vô cái cột đó. Ta siết cứng cho mới được. Đu. Trời rồi đó. Thử thử luôn nha, có mồi rồi. Cần này là cần đai qua 3m15 đúng không anh? Đúng rồi. Đai qua cái fit. Hồ này auto lên cá luôn. Anh ấy kéo con cá này chặng đường khoảng 50m từ bên kia qua bên này. Bắt rồi. Trời ơi,
má quanh còn nó nghỉ đi kiếm một bò bắt thôi. Quá nhiều rồi các bác, đủ má quá hai câu thấy mệt đó. Vô cái là chưa mệt đó, cứ từ đi. Một bắp quá, một chùm nho. Má mà chết mẹ. Cầm chết cây này chết thế nó khỏe thôi, nhưng cầm vậy nó đúa phải rồi. Má cái con cá thì xài vậy đâu lên cái bánh. Cái bánh này 9 kg hả? To luôn. 7 kg mà to thế này thì ở đây có mấy con cá bò 30 kg chắc. Phải tấp tấp 4 gấp 5 con này đấy. À, ở hồ này thì office này thì lên cá rất nhiều. Thank you.